Good morning. Hôm nay Sumo nhầm Sushi sẽ giúp mẹ dọn quần áo cho Sumo nhá. Lấy quần áo hồi trước của Sushi ra để xem bộ nào còn đẹp thì giữ cho em nhá. Có được không? Yeah. Yeah. Bây giờ mình cùng làm nhá. Yeah. Bảo là sang giúp mẹ dọn đồ cho em Sushi, lọc đồ ra để đi lôi hết cả đồ chơi để bé ra trong người chơi. Đầu bếp của gia đình ngày hôm nay đây. Bánh xèo ông Long. Chị ơi, bánh gì đây? Bánh gì nhỉ? Bố làm đấy, bánh gì? Bánh xèo. Bánh xèo. Không? Ăn rau sống như thật. Đổi tên đi. Chia hẳn sang một mẫu. Wow, thật là tốt. Yeah, nó mở nhất con mở gái ra. Cho rau vào. Ăn gần hết rồi nhớ ra. Đây là hiện trạng dọn đồ. Đấy. Cái đồ lớn từ 6 tháng trở lên này đã chia vào các túi rồi. Còn đây là những đồ hầu hết là từ 0 đến 3 tháng, một vài đồ 6 tháng sẽ cất vào tủ. Bánh bao ăn với jam. Không giống ai. Ừ? Mẹ bao ngon không? Ngon không? Hơi đấy. Chiều chủ nhật cả nhà rủ nhau đi ăn xong rồi đi vào một cái mô. Đây là một cái mô mà hồi cách đây bao lâu ta, 8-9 năm gì đấy, rất hay đi, rất là hay đi luôn đấy. Xong rồi lâu lắm nó không lên. Đây là cái mô này có quá là nhiều cái sự thay đổi. Đây, còn đây là cái mô mà chồng mình đi từ cách đây 17 năm. Từ thời bọn mình đi chơi từ hồi mà nó còn là cái tên khác, xong bây giờ nó đổi chủ đổi tên đi với ông anh của chồng. Nhiều lúc đi shopping cảm thấy bị áp lực ấy. Còn chưa hết tháng 7 nữa bày đồ Halloween, và Halloween tận cuối tháng 10. Giữ làm lại hai tay hang một. Có ngon không? Ngon. Hả? Có ngon không? Không ngon á? Hơi ngon á? Rất là ngon chứ. Rất là ngon không? Không à? Hơi thì à? Thì thôi lần sau không làm nữa. Làm. Yeah. Làm thì phải ngon chứ. Mình bắt đầu cái việc dọn dẹp tủ đồ quần áo từ hôm thứ bảy. Từ một tí buổi sáng xong rồi nhà muốn sang chơi. Thế là hết ngày. Chủ nhật thì nhà mình cũng tranh thủ đi chơi một tí. Hôm nay là thứ hai. Mình quay lại để dọn dẹp nốt. Hôm qua mình đang đây là mấy cái túi đựng đồ hút chân không ấy. Xong rồi hôm qua đang hút để mà cái túi này mãi không thể nó sạch. Hóa ra là nó bị sạch. Và bây giờ mình phải chuyển hết đồ sang một cái túi mới. Xong rồi làm lại. Đây là cái túi chân không cuối cùng rồi. Còn lại linh tinh một vài đồ ở phía bên ngoài nữa thì mình gấp rồi cất vào tủ cho con. Đấy, hút chân không xong thì nó sẽ chặt lên như thế này. Mình sẽ đi cất đi thôi. Hôm nay mình đi khám thai định kỳ. Vừa mình được 26 tuần rưỡi rồi. Vừa đủ để làm cái test tiểu đường thai kỳ. Là mình quyết định ngồi làm luôn.
uống xong được cái chai nước đấy, bây giờ phải ngồi đợi một tiếng thì mới lấy máu để xét nghiệm được. Thì mình cứ lang thang nãy giờ không biết làm gì cho hết một tiếng. Máy tính thì không cầm theo, bây giờ cũng không được ăn uống gì cả, kể cả nước lọc cũng không được uống. Được cái may là mình đi khám ở ngay gần nhà cũ ấy, gần trường đại học của mình luôn, là mình ghé được vào cái building để ngồi có ghế các kiểu thoải mái, xong rồi có mạng. Trời ơi, ở những cái lúc mà ngồi đợi như này thấy một tiếng xong mà nó lâu như thế không biết nữa. Thế mà cái lúc đi chơi thì một tiếng trôi qua như một cơn gió. Mình đã có kết quả thử máu xét nghiệm cái từ đường thai kỳ rồi, mọi thứ đều bình thường. Đúng như là trước mình đổ xuống siêu cung thì mấy chỗ đấy là đều không bị, mà mình cũng chỉ cần phải test một lần thôi. Ở bên này thì thật ra là mình nghĩ là ở Việt Nam hay là ở các nước khác cũng thế, mình nghe bạn mình kể là nếu mà làm cái test thử đường lần đầu ấy là uống cái chai nước đường đấy xong rồi đợi một tiếng rồi thử máu, nếu mà không qua thì sẽ phải làm lại lần hai, và sẽ đợi lần thứ hai phải đợi từ 2 đến 3 tiếng rồi thử máu. Thì đấy, may quá mình đã qua luôn được từ lần đầu tiên, cũng giống như là lần trước bầu sinh, thế cho nên là sẽ không phải làm lại nữa. Trời ơi, cái nước đường đấy thực ra lúc đầu uống nó không phải quá khó uống ấy, nhưng mà xong đến được khoảng 2/3 chai nó sẽ bắt đầu cứ thấy thé thé cái cổ ấy, khó chịu, mà uống xong thì sẽ không được ăn uống gì cả. Mà mình kể cả là mình làm buổi sáng ấy, thì vì mình đợi khám xong rồi mình mới xuống làm ấy, lúc đấy đã kiểu 10 giờ mấy không thôi, lúc đấy là gần 11 giờ rồi, tại vì mình phải đợi đến 12 giờ mình mới lấy máu mà. Đói ơi là đói, mà kiểu không được ăn, không được uống kể cả nước lọc. Nói chung là mình ghét cái test đấy lắm luôn. Yes. Đi đón Si xong rồi gặp con Nai. Cho mọi người xem này, đây là cái chậu hoa của mình á. Nó có cái tổ chim ở đây. Nó không focus. Đấy, đây này. Cái tổ này thì trống rồi, mấy lần mà mình tới cây ấy, xong rồi cứ thấy chim nó kiểu bay ra mà cứ nghĩ là nó chỉ đậu ở đấy thôi, hóa ra nó làm tổ luôn. Nhưng mà đây, bên này cũng có một cái tổ, có một con chim non luôn này. Ôi dồi, cái máu đâu đấy? Đấy, nãy chị bảo y hệt. 4 giờ sáng. Ryan ơi! Ryan ơi! Thay đổi không khí, ăn trưa, phơi nắng. Bọn trẻ con chơi được một tí, bọn mình ngồi trên kiểu hít hà không khí một tí thôi, xong rồi lại đi về.
ông ấy. Gia đình hạnh phúc quá. Gia đình hạnh phúc quá. Em sẽ xem cái đấy nào. Đâu quay đây xem cái tập giấy xem nào. Giấy có cái hình gì? Bí hippo. Lồng tiếng. Thành quả của đội câu cá. Muốn ngồi đấy thì muốn ngồi đấy thì ngồi cá qua cho mình xin. Lâu lắm rồi mới vào rạp chiếu phim. Đây là lần đầu tiên hai đứa trẻ con được đi xem phim ở rạp. Chưa. Ăn không? Ăn chung con ạ. Một cái to không được lại phải chia thành hai cái bé. Hôm nay nhá, mình bao cả rạp này nhá, để cho wow. Bao rạp luôn. Chị ơi có thích không gì? Chị ơi thích không? Con đang đi đâu ấy? Đi đâu? Con đang quay cũng đi xem phim. Đâu? Khi mà ghế nằm này thì đoán tí nữa ai ngủ trước đây? Em muốn giờ vào sớm trước giờ chiếu phim 25 phút. Vậy còn là ghế nằm. Bây giờ mình sẽ ngủ một giấc dậy rồi xem phim rồi vừa. Ngủ rồi dậy hết phim. Anh mà ngủ rồi dậy hết phim chắc chắn. Có giống như là ba say chưa trai.